Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cao Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Sa Trung Thổ ngày Bính Thìn tức can sinh chi, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Sa Trung Thổ Kỷ Tuổi Canh Tuất Nhâm Tuất ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành thủy tục, dung với Tuất hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý. Tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Lục Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, khởi công, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là sao Nguyệt Sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng. Và đặc biệt, ngày 31 tháng 8 năm 2022, tức là ngày mùng 5 tháng 8 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm vì việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ thúc đẩy vận trình, công danh, sự nghiệp của bạn có được sự thăng tiến, khởi sắc một cách rõ rệt. Với bạn tuổi Tý, bạn là người năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến cho người khác phải thán phục và nể trọng. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, nhờ vào năng lực với bạn tuổi Tý vươn lên, xây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng của mình trong tập thể, với bạn được mọi người xung quanh chú ý, nhất là cấp trên, về những biểu hiện xuất sắc của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cơ hội thăng tiến nhờ thế mà cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Thay vì cùng nhau hướng về tương lai với nhiều dự định sáng lạn, hai bạn lại để cho những khúc mắc tranh cãi dìm bước chân mình ở lại. Điều này vô tình khiến cho tình cảm của hai người ngày càng lạnh nhạt và xa cách hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình công danh sự nghiệp có được sự thăng tiến, khởi sắc rõ rệt,
Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, làm việc năng động, quyết đoán và mạnh mẽ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng của bản thân mình trong tập thể. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, được cấp trên chú ý nhờ những biểu hiện xuất sắc của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm trục trặc do khúc mắc tranh cãi liên miên. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 14, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này sẽ gây ra những tác động xấu lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu cần phải hết sức cẩn trọng trong công việc của mình. Có thể có kẻ tiểu nhân đã ganh ghét và theo dõi bạn từ lâu, chỉ chờ đợi bạn sơ suất là thừa cơ để ném đá giấu tay để hãm hại bạn. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này, với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính tài che chở. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều sự khởi sắc một cách rõ ràng. Với bạn đã vất vả nhiều trong khoảng thời gian vừa qua và ngày hôm nay là lúc mà bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Dù tiền bạc có được sự dồi dào, nhưng bản mệnh cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu hợp lý để tránh phung phí một cách đáng tiếc nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này sẽ gây tác động xấu lên sức khỏe của bạn trong ngày, nhất là đối với những ai đang quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Cường độ làm việc cao có thể sẽ gây ra sự căng thẳng, dễ dẫn đến những bệnh như là về đường tiêu hóa, bệnh về dạ dày, đường ruột. Cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, cần phải hết sức cẩn trọng trong công việc của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đề phòng có kẻ tiểu nhân ganh ghét, tìm cách ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc có sự khởi sắc rõ rệt, nhận về thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải chú ý lên kế hoạch trong việc chi tiêu hợp lý khi tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 23, số 94, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần là nên dành nhiều thời gian hơn cho các nhóm làm việc, bởi vì nguồn năng lượng trong tập thể sẽ giúp khuyến khích và làm cho tinh thần của bạn trở nên tích cực hơn rất nhiều. Ngoài ra, họa còn có thể giúp cho bạn có được những ý tưởng hay ho và thực tế hơn nữa. Và trong ngày thứ tư này, phía bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn cần phải cảnh giác với những tính khí bốc đồng của bản thân mình, bởi vì nếu như bạn không thận trọng, những nỗ lực của bạn sẽ không có được sự hiệu quả nữa. Bạn cần phải thật thận trọng trước mọi lựa chọn và quyết định của mình trong ngày hôm nay. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy với bạn có thể sẽ gặp phải những khó khăn về vấn đề tiền bạc, thậm chí là có người còn phải đi vay mượn để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, với bạn tuổi Dần cũng cần phải kiểm soát trong việc chi tiêu có kế hoạch hơn nữa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nóng nảy khi làm việc sẽ hành động thiếu kiểm soát. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, hãy đối diện với sự thật dù chúng có gây mất lòng đi chăng nữa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, hãy nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề đang gặp phải. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia.
Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Hẳn nhìn với bạn tuổi Mão có thể sẽ dễ dàng lôi cuốn được một người nào đó vào cuộc trao đổi với mình. Nhưng nếu như bạn muốn họ dốc lòng chia sẻ với bạn trọn vẹn những suy nghĩ thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với bạn tuổi Mão đừng có kỳ vọng quá nhiều, hãy cứ thể hiện là một người bạn biết lắng nghe cái đám bạn tuổi Mão nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và không có điều gì đáng lo ngại đối với bạn trong ngày hôm nay. Một chút thay đổi đầy bất ngờ trong cách ứng xử của bản mệnh cũng sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy ngạc nhiên bởi vì họ không nghĩ là bạn như thế. Bạn hãy cho họ thấy một khía cạnh khác, một con người rất khác của bạn nữa bạn tuổi Mão nhé. Và ngày thứ tư này, bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn mệnh. Có thể vì ít được đi ra ngoài cho nên bạn không được hít thở không khí trong lành mà thôi. Ngoài ra với bạn tuổi Mão cũng cần phải đa dạng hóa đồ ăn uống, thức ăn để cải thiện tình trạng hiện tại, tránh tình trạng chán ăn bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đừng vội cho vay tiền, cẩn thận kẻo lại bị mất tiền, tình cảm cũng sứt mẻ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, dễ tin người khiến cho bản thân bạn gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nếu cần hãy giải thích cụ thể một lần rồi thôi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tránh cười chê, châm biếm người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý bảo vệ tài sản khi đến nơi công cộng. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày có xu hướng suy diễn mọi việc, có thể với bạn đang tự ép bản thân mình có, mọi người đều cần phải có thời gian và bạn cũng như vậy. Bạn hãy chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình về ngày hôm nay với mọi người nếu nó khiến cho bạn cảm thấy bí bách và khó chịu ở trong người nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, bạn chớ nên để những chi tiết nhỏ nhặt đe dọa tới bản thân. Nếu như bạn thấy việc gì đó quá sức với mình thì cũng không nên, cần phải cố gắng đâu. Bạn hãy để cho mọi thứ diễn ra theo lẽ của nó, cứ tử tế và tốt đẹp chậm rãi là được nhé. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Điều này sẽ giúp mang lại cho bạn có được những tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc, làm cho bạn bớt đi những nỗi lo lắng về tiền bạc, không còn hoang mang ở trong lòng nữa. Thế nhưng với bạn tuổi Thìn, khi có tiền ở trong tay, đừng có vì đó mà tiêu xài một cách phung phí. Với những ngày sau, không ai đảm bảo cho bạn rằng khó khăn còn kéo dài hay là kết thúc nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc của bạn được cải thiện nhưng hãy nhớ là tiết kiệm cho mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không nên làm việc gì quá sức. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, kiềm chế bản tính nóng nảy, kéo lại rất dễ bị lợi dụng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nên biết cách chia sẻ những khó khăn với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên vội vàng đầu tư trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 94, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu.
Từ với tuổi Tỵ, thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp được nhiều sự may mắn. Với bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ mang tới cho bạn không ít những cơ may về tiền bạc không phải ai cũng có được. Và ngày hôm nay, tài lộc tự chảy vào túi bạn mà không cần phải lo toan hay là tính toán quá nhiều. Trong ngày thứ tư này, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có được một ngày buôn may, bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa tiêu thụ một cách nhanh chóng mà không cần phải chạy ngược, chạy xuôi vất vả. Thành quả mà bạn ngày hôm nay có được cũng là nhờ bản mệnh luôn chú ý giữ được uy tín và chất lượng sản phẩm. Đây chính là cách nhanh nhất để cho bạn gây dựng được thương hiệu cho bản thân mình. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn, nếu như bạn biết nắm giữ được cơ hội thì sẽ có được tình yêu như mình mong muốn, đào hoa được nở rộ. Đối với những người đang còn độc thân, sẽ được nhiều người khác giới để ý tới. Sự chân thành của đối phương cũng khiến cho trái tim của bạn rung động, rung rinh lên nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, vận may kéo đến, có nhiều cơ may để kiếm tiền. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tài lộc tự chảy vào túi mà không cần phải lo toan, tính toán nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, có được một ngày buôn may bán đắt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đạt được thành quả khả quan nhờ giữ được uy tín và chất lượng sản phẩm. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đào hoa nở rộ. Đối với những người đang còn độc thân, có nhiều người khác phái để mắt tới. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 95, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động tiêu cực của thương quan chiếu mệnh, làm cho bạn trải qua một ngày sẽ phải khá đau đầu khi đối mặt với vận trình thăng trầm bất định. Và nếu như bạn tuổi Ngọ vận giữ thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỷ luật thì bạn sẽ khó bề mà được thăng tiến trong sự nghiệp. Cho dù bạn là người có năng lực thực sự nhưng làm việc tùy tiện, theo cảm hứng, cũng có thể sẽ lấy mất đi những cơ hội thăng quan tiến chức đến với mình nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày có được vận đào hoa vô cùng là khởi sắc. Đối với những bạn đang còn độc thân, tỏa ra sức hút tự nhiên, quyến rũ và hấp dẫn ánh mắt của những người khác giới. Với bạn tuổi Ngọ đứng trước nhiều lựa chọn, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy để cho trái tim của mình lên tiếng, chứ đừng cố lý trí quá mà đánh mất đi cơ hội tình duyên đến với mình nhé. Trong ngày thứ tư này, đối với các cặp đôi cũng có được sự hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn của mình. Những sự quan tâm tuy là nhỏ nhưng cũng đủ để cho người ấy khiến cho bạn cảm thấy vững tin vào mối quan hệ này và tự tin đối mặt với những sóng gió biến cố của cuộc đời. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, chuẩn bị về tâm lý đối mặt với vận trình thăng trầm bất định. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy nên từ bỏ thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỷ luật. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, vụt mất cơ hội thăng tiến vì làm việc tùy tiện theo cảm hứng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đào hoa khởi sắc, người độc thân hãy để cho trái tim lên tiếng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, các cặp đôi nên vững tin vào tình yêu và sẵn sàng đương đầu với sóng gió. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 74, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này báo hiệu cho bạn trải qua một ngày đón nhiều tin vui về tài lộc sẽ đến. Với bạn tuổi Mùi, bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định và vững vàng, từ đó có thể sẽ giúp cho bạn hóa giải được những nỗi niềm khó khăn về tài chính không có cách nào giải quyết từ trước đó. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, công việc của bạn lại không ngừng nảy sinh những rắc rối do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi, cho nên với bạn cần phải chú ý hơn tới tinh thần làm việc của mình, chớ có đắc ý quá sớm, cũng chớ có ngủ quên trên 9 tháng bạn tuổi Mùi nhé. Thêm vào đó, bạn tuổi Mùi trong ngày này lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này sẽ tác động không hề nhỏ lên sức khỏe của bản mệnh, gây ra những vấn đề khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy cơ thể uỵ oải, mệt mỏi, thiếu hăng hái, thiếu năng lượng mà không hiểu lý do vì sao. Và nếu như còn lo lắng thì bạn nên đi thăm khám bác sĩ sớm để tìm cách chữa trị kịp thời bạn tuổi Mùi nhé. Vài câu quý cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim đón nhiều tin vui về tài lộc, thu nhập được ổn định, vượng vàng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy giải quyết được nhiều nỗi lo khó khăn về tài chính từ trước đó. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa công việc nảy sinh nhiều rắc rối, cần phải chú ý tới tinh thần làm việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ chớ nên ngủ quên trên 9 tháng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc sức khỏe bị suy giảm khiến cho cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 74, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn chia chở. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn có được nhiều điểm thuận lợi, công việc được hanh thông, tài lộc cũng được vượng sắc. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, những lĩnh vực mà bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có hướng phát triển rất tốt, công việc được thuận lợi, cho nên nguồn thu nhập của bạn cũng có được sự tăng tiến. Tuy nhiên, mọi việc đương lúc thuận lợi như vậy với bạn tuổi Dần cũng rất dễ khiến cho bạn nảy sinh chủ quan, và đây chính là cơ hội thuận lợi để cho những kẻ tiểu nhân thừa cơ bày mưu tính kế để hãm hại bạn. Nhất là khi trong ngày đang có thiên quan vây cục, cho nên bạn tuổi Thân cần phải chú ý và tập trung vào công việc của mình. Đừng có lơ là cảnh giác, kéo lại kẻ xấu có cơ hội cướp công đoạt sức của mình nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho tình yêu của các cặp đôi như được chắp thêm đôi cánh. Dù đã yêu nhau lâu nhưng hai bạn vẫn thấy được tình yêu tươi mới như thuở ban đầu. Và ngày hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để cho bạn hâm nóng tình cảm gia đình bằng việc xuống bếp nấu bữa ăn những món sở trường để cho cả nhà cùng thưởng thức nữa bạn tuổi Thân nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy công việc được hanh thông, tài lộc vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa lĩnh vực đầu tư hợp tác đều có hướng phát triển tốt. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ không nên chủ quan, sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu thừa cơ bày mưu tính kế hãm hại. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc cần phải chú ý tập trung vào công việc, không để cho kẻ xấu có cơ hội cướp công đoạt sức. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim tình yêu như được chắp thêm đôi cánh, yêu thương nồng nàn như thuở ban đầu. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 74, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trải qua một ngày đón nhiều tin tốt lành sẽ đến, nhất là về con đường tài lộc.
Trong ngày này, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những cố gắng của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Những người kinh doanh, buôn bán thì nắm bắt được những thời cơ thu về nguồn lợi nhuận đáng kể cho mình. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, điều này cũng sẽ giúp cho công việc của bạn tiến triển hết sức là thuận lợi. Với bạn tuổi Dậu, bạn phát huy được nhiều năng lực còn tiềm tàng của mình, đa tài đa nghệ, giúp cho bạn dễ dàng thích ứng được với mọi hoàn cảnh và khó khăn, khả năng ứng biến linh hoạt, giải quyết được những mâu thuẫn trong công việc một cách nhanh chóng nữa. Ngày thứ tư này, bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cũng cho thấy với bạn, hãy cứ để cho tình cảm của mình phát triển một cách tự nhiên. Người có duyên rồi sẽ tìm thấy được nhau và trao cho nhau cơ hội để tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn. Còn đối với những người đã lập gia đình rồi thì trải qua những sóng gió, nhìn nhận rõ ràng hơn về hạnh phúc và cố gắng giữ gìn hạnh phúc mà mình đang có nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, người kinh doanh buôn bán nắm bắt được thời cơ thu về lợi nhuận đáng kể. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, công việc tiến triển thuận lợi, phát huy được năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, dễ dàng thích ứng được với mọi hoàn cảnh, ứng biến linh hoạt. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy cứ để cho tình cảm phát triển một cách tự nhiên. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 84, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu sáng, quý quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày có sự tranh cãi, xung đột có thể xảy ra với bạn. Với bạn tuổi Tuất dễ bị xích mích với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí là nghiêm trọng hơn, còn dẫn tới xô xát, ẩu đả, làm tổn thương về thân thể, vướng vào lao lý, pháp luật. Do đó, trong bất cứ tình huống nào, với bạn tuổi Tuất, bạn nên giữ một cái đầu lạnh để nhìn nhận rõ ràng vấn đề sẽ tốt hơn nhé. Và trong ngày thứ tư này, với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên tài nhập cục. Điều này sẽ giúp cho tài vận của bạn trong ngày hôm nay phát triển khá ổn định. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán nên nhạy bén để nắm bắt cơ hội, không phải ai cũng may mắn nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trước mắt như vậy đâu. Còn đối với những bạn làm công ăn lương, hãy tận dụng tốt khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để làm thêm, tăng thêm thu nhập cho mình nữa nhé. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày mùng 5 âm lịch, theo hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi Tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Ngoài ra, với bạn tuổi Tuất trong ngày này, khi xuất hành đi xa, bạn cũng cần phải chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro, tăng thêm sự may mắn, thành công đến với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, có điềm báo tranh cãi, xung đột chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, luôn phải giữ một cái đầu lạnh để nhìn nhận rõ ràng vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tài vận trong ngày hôm nay khá ổn định, không phải lo về chi tiêu. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, người làm kinh doanh nên nhạy bén để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, người làm công ăn lương cũng nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để gia tăng thu nhập cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 42, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể sẽ băng băng vượt qua mọi khó khăn, sóng gió trong ngày hôm nay. Và dù đối mặt với khó khăn nào đi chăng nữa, bạn mệnh tuổi Hợi cũng sẽ tìm ra cách để giải quyết được ổn thỏa. Cơ hội lần này cũng sẽ giúp cho bạn tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình hơn nữa. Trong ngày thứ tư này, có vẻ như với bạn tuổi Hợi, càng khó khăn, bạn lại càng dễ bứt phá giới hạn của bản thân, trở nên nổi trội trong tập thể. Nhờ vậy mà bạn sẽ được cấp trên đánh giá rất cao bởi những nỗ lực của chính bản thân mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn lại có phần bị sa sút. Đối với những người đang còn độc thân nên bớt kiến chọn để tìm được người phù hợp với mình. Còn đối với những người đã có đôi có cặp hay là đã lập gia đình rồi thì cũng đang đau đầu đi tìm lời giải tỏa cho bài toán quan điểm trái ngược khi ở bên nhau nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa tìm được cách giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ có được cơ hội tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc càng khó khăn càng có khả năng bứt phá giới hạn của bản thân, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim được cấp trên đánh giá cao bởi những nỗ lực của mình, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy vận trình tình cảm có phần sa sút, tình duyên ảm đạm. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 62, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.